Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một đĩa bánh quy đủ màu sắc luôn. Thì rất là đơn giản thôi các bạn. Ở đây thì mình ví dụ cho các bạn coi trước một cái bánh quy màu vàng này. Này kiểu bánh quy kem mà phía trên có mè đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn hãy cùng coi video và làm chung với mình nha. Làm được một cái bánh quy thì mình sẽ sử dụng sốt nha các bạn. Ở đây thì bề mặt của cái bánh mình sẽ dùng sốt đủ các loại màu luôn, như màu hồng, màu xanh, màu vàng tùy thích các bạn nha. Còn cái lớp kem ở chính giữa thì mình sẽ dùng sốt dày, ở đây là khoảng sốt 3 ly đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt cái hình cái bánh quy nha. Mình sẽ cắt vỏ ngoài của bánh quy bằng sốt mỏng thôi. Ở đây thì mình đã cắt được hai vòng tròn này. Các bạn cắt vòng tròn này độ to nhỏ thì tùy thích thôi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ dùng cái vòng tròn này để mình đo. Mình cắt lên cái miếng sốt trắng dày á, làm cái lớp kem ở chính giữa nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cắt những cái đường viền đây. Mình sẽ cắt những cái đường viền cong cong xung quanh cái bánh quy như thế này. Và như vậy là mình được hai cái bề ngoài của cái bánh quy đó các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ dán hai cái mặt này vào hai bên của lớp kem nha. Rồi bây giờ để cho cái bánh quy giống thật thì chúng mình sẽ dùng một cây tăm sữa răng đó các bạn. Mình sẽ đục những cái lỗ ở trên cái bề mặt của bánh thì nhìn nó sẽ trông như là giấc mè bánh nướng đó các bạn. Mình sẽ đâm xung quanh vòng tròn. Sau đó thì mình đâm vòng tròn nhỏ hơn. Đây là được một mặt này các bạn. Rồi tiếp theo mặt bên kia tương tự nha. Xong, vậy là mình đã có được một cái bánh quy rồi nè. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Mà nhìn cũng khá là ngon nữa. Đây là bánh quy hương xoài này. À, đây là bánh quy hương cà rốt. Đây là bánh quy hương táo đi. Táo thì mình làm đủ màu sắc lên thì nó sẽ ra rất là nhiều màu trông đẹp mắt đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái dĩa và mình bày bánh quy lên nha. Rồi, mời các bạn cùng thưởng thức bánh quy với mình nè.
Chúc các bạn sẽ làm được một đĩa bánh quy thật là ngon miệng nha. Bye bye, xin chào tạm biệt các bạn.